Ngon không Tim? Ngon. Anh ăn hành lá, hành hành và hành tăm. Ăn ăn đừng có xoay vậy, nhanh lên. Thích ăn đúng không? Anh này anh Dạ. khoái ăn mấy cái này lắm, hành lá rồi. Hành tây rồi nè, ớt chuông nè, em thích ăn hành tây nữa đúng không Tim? Dạ. Chị chẳng thấy. Hành là suy bình á, tiếng Đức là Dạ. suy bình á. Em thích ăn hành tây nhá. Ừ. Rồi ăn gì nữa? Ăn ớt chuông đúng không? Paprika đó, nhớ không Tim? Dạ. Cái tomato. Vậy nó hổm nha, rồi cà chua nó hổm nha. Em ăn ngon lắm hổm nha. Cà chua. Tomato đó. Ăn nhắm, nhắm ăn thấy cái đó không? Nhắm ăn thấy cái đó không? Dạ. Anh ăn nãy giờ chứ bắt cắt ra mua hồi sáng đi đi ai đi á mua nguyên cái chậu chậu hành tâm này luôn nè. Mua nguyên một chậu luôn á. Có nghĩa là mình đem về mình trồng luôn á thì nó có ra ra lá rồi đó, rồi cắt ra cho ảnh ăn nè. Lá rồi đem vô đất trồng. Anh này thì về khoản ăn uống là ảnh ăn được lắm. Ăn mấy cái đồ tại thấy mình ăn á. Thấy mama ăn rồi nè, rồi ảnh hỏi là cho ảnh ăn thử là ảnh cũng khoái luôn, nhìn ảnh ăn như như thỏ ăn cỏ. Em ăn ngon lắm không nhé. Dạ. Ở lớp có ai ăn như vậy giống em không Tiên? Dạ. Ở lớp ai ăn vậy nữa? Lớp mới đâu? Đúng rồi, ở học mẫu giáo của em á. À thuốc, thuốc nữa. Mấy bạn cũng Ở ăn cái này kia luôn á hả Tiên? nữa. Ở kia nữa. Lập trình như ăn đây là thần. À, ăn nha. Mẹ. Em làm hình đó. Cái cây ra cái đồ đeo tay ấy là đeo tay là Frau Joseph làm đúng không? Cô ở trong Dạ, trường mẫu thôi giáo rồi. làm cho anh cho mấy Dạ, em em chút đeo. xíu thôi. Chút xíu gặp. Chút xíu lớn hả không nha. Dạ. Dù anh chút xíu lớn anh nói. Hai mình nói chút xíu. Anh chút xíu. Em hết. À, em giúp cô làm hả Dạ. không nha. Ý anh nói anh hiểu bằng tiếng Đức. Eo bằng. Trời ơi anh ăn nè. Ngon đúng Dạ. không? À, anh ăn. Cười anh Tim quay đây cười mà ngã nữa không? Em cười nhé. Em cười vậy nè, em cười gì? Rồi em ăn nha má nhé. Chắc thương mà không nhé. Dạ. Chắc thương mà không nhé. Mà thương em nhé. Rồi cười hôn môi gió. Tim hôn môi gió nè.